Chào các bác nhá. Một cái mẫu kìm mà các bác rất chi là ưa chuộng để làm vườn. Hôm nay shop em lại giới thiệu tới các bác cái mẫu kìm cao cấp cực kỳ là sắc Burey đây. Với cái dòng kìm này thì em gửi cho các bác làm vườn, làm cây cảnh rất chi là nhiều. Giá của nó thì lại rất chi là hợp lý. Bác nào tham khảo cũng có thể mua được với cái dòng kìm này. Cực kỳ là sắc bén nhá. Em đảm bảo cho các bác là sắc bén luôn. Các bác mà thấy không sắc bén gửi lại cho shop luôn với cái dòng kìm này. Đấy, chất liệu thì cực kỳ là ok luôn, giá thì lại rẻ. Với những cái dòng kìm như thế này thì bên shop gửi cho các bác là 100.000 đồng nhá. Mẫu kìm cao cấp dành cho các bác làm vườn, làm cây cảnh, làm bonsai đây. Cái dòng này thì nó nhẹ nhàng. Đấy, các bác có thể bấm tỉa cành này. Các bác đi làm tất cả những cái dụng cụ làm vườn, làm cây cảnh bằng cái mẫu kìm cao cấp giá hợp lý này. Thì bên shop em là shop dụng cụ nông nghiệp bonsai, bên em có đầy đủ tất cả những cái sản phẩm để cho các bác tham khảo nhé. Nếu mà các bác cần cái dòng này thì các bác bảo mẹ em là cái dòng Buji nhé. Đấy, thông số là 2021. Một cái dòng kìm cực kỳ chất lượng và sắc bén, đảm bảo cho các bác là sắc bén cực kỳ luôn. Nếu các bác mà thấy không sắc bén thì gửi lại trả shop luôn. Và các bác khi mua hàng về, các bác được kiểm tra hàng trước khi trả tiền nhé. Có thể test luôn sản phẩm trước khi trả tiền. Đấy là một cái phương châm bán hàng của bên em gửi tới các bác. Tất cả những cái dòng sản phẩm này nhá. Thì hôm nay em chỉ giới thiệu tới các bác một cái dòng kìm này thôi. Còn bên em thì có tất cả những cái dòng để cho các bác làm vườn, làm cây cảnh. Vâng, thế các bác mà đang cần kìm làm vườn, làm cây cảnh, cái mẫu kìm cao cấp này thì alo trực tiếp bên shop em nhá. Các bác cứ mua từ 3 sản phẩm rồi lên, với cái kìm này em sẽ bao ship các bác luôn. Đấy, cực kỳ là hấp dẫn luôn. Các bác mua từ 2 cái trở lên nhá. Từ 2 cái trở lên bên shop em sẽ bao ship luôn. Với cái dòng kìm cao cấp này, cực kỳ là chất lượng. Cái này thì nó nhỏ gọn, rất chi là gọn gàng nhá. Giá thì rất chi là hợp lý. Vâng, thế các bác có thể liên hệ trực tiếp để đặt chiếc kìm này của bên em qua đầu số điện thoại là 0869054295. Và có thể kết bạn Zalo với em qua cái số điện thoại đó để tham khảo tất cả những cái sản phẩm của bên em nhé. Sản phẩm tốt. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Các bác quan tâm các bác ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để ủng hộ em nhé. Vâng, chào các bác.